sẽ làm cho cây thiên nhiên, làm cho cây thiên nhiên tán rất rộng. Đấy, vị khô của răm này nó không ăn thua so với cái lượng răm, lượng chi của nó. Đấy, có gì nó quý ở chỗ là thân nó rất là mệt, có cái dòng sung nhiều quá, thân mệt, chân nóng đầy đủ, lên chia khẩu khẩu rất thụ, bóng rất rộng. Đấy, bóng rất rộng, hài hòa. Chào các bác, tranh thủ buổi trưa làm nốt cây sung các bác nhé. Đấy, bây giờ nắng lên cái nhìn nó không còn xỉn xỉn như lúc sáng nữa. Thì không hiểu sao tôi chụp mấy cái ảnh mà nó cứ xỉn xỉn, thực tế bên ngoài nó sáng lắm, bây giờ lại càng sáng hơn rồi. Và lên hình này các bác nhìn nó cũng không đến nỗi xỉn màu đâu. Đấy, nó chỉ do cái keo liền sẹo và lâu rồi không bóc nó ra, cho nên nó bị tối. Đấy, cây này cũng rất là sáng. Và nó có mưa cho nên nó xỉn, bây giờ nó nắng lên nó lại sáng. Nó khô. Đấy, thì rất tiếc là nó là một cây đẹp, nhưng mà khi mà chụp ảnh nó không hết được, nhìn cảm giác nó không đúng với cái đẹp của nó, nên mình cũng thấy tiếc. Thôi, cái chuyện đấy thì bỏ qua, nhưng cái cây sung này thì đẹp thật. Cây sung hoàn toàn là kiểu thiên nhiên các bác, đẹp quá. Rất đẹp quá. Rụng hết quả rồi. Rụng còn mấy quả nhỏ thôi. Đây. Quả. Còn mắt quả thì khắp nơi, cái giống sung này nó ra quả khắp nơi mà. Từ thân cho đến ngọn ra quả. Đấy, rụng hết cả lá luôn. Gần như là cây sung tự nhiên, thiên nhiên. Chân bệ này. Chân bệ rất đẹp. Chân bệ tán rất đẹp như cây mùa đông, cái quốc tế các bác. Đấy. Như cây quốc tế luôn, rất tự nhiên lại hài hòa. Ốc. Đấy. Già thì vô cùng già lắm, già nó sáng. Đấy, quả tiếp tục ra. Đấy. Rồi ok, bây giờ tôi vặt lá cái cây này cho nó sạch các bác nhá. Các bác theo dõi nhá. Đấy, nhìn chân bệ thì bệt thế lên, bệt lắm các bạn, bệt. Đấy, sung, cái sung tôi nghĩ là một cái sung rất hay.
Đây, các bác hãy nhìn ngắm nó kỹ hơn nhé. Giống cây mùa đông không? Đấy, lại thiếu một cái phòng. Lại thiếu một cái phòng, rất tiếc. Rất cần một cái phòng rồi. Đấy. Rất sáng sủa. Dòng siêu quả các bác. Mỗi tội là mình chăm nó kém, quả nó bị rụng. Quả nó bị rụng. Được cái tán. Đi mà ăn chưa các bác? Đi mà ăn luôn. Đi mà ăn luôn. Tán rất rộng. Cực rộng luôn. Cây này làm cho cây thiên nhiên, làm thành cây thiên nhiên. Tán rất rộng luôn. Đấy, bị khô vỏ dăm này. Nó vẫn không ăn thua so với cái lượng dăm, lượng chi của nó. Đấy, các bác nhìn này. Nó quý ở cái chỗ là thân nó rất là bệt. Bệt này, có cái dòng sung nhiều quả. Thân bệt này, chân móng đầy đủ. Lên chia khẩu độ rất thụ, bóng rất rộng. Đấy. Bóng rất rộng. Hài hòa. Hài hòa. Đấy. Dình giống cây mùa đông, giống cây quốc tế không? Giống cây quốc tế đâu. Tự nhiên thế thôi. Cứ cắt nhiều rồi làm nhiều tự nó sẽ đẹp thôi. Đấy. Rất giống cây mùa đông. Quá phê. Quá phê nhỉ. Quá phê. Từ trên đỉnh xuống nhé. Đấy. Cực ấn tượng. Phê. Đấy, còn đây một cây sung nữa này. Cây này thì nhiều quả, chơi vui rồi. Đấy, rất nhiều quả, cắt xong cũng cùng dòng với sung kia này. Đấy. Quả nó khắp từ gốc đến ngọn ấy. Cái dòng sung sung này như vậy, sung tía, sung nếp ấy. Đấy các bác. Ok. Thôi, tạm thời nghỉ ngơi đã. Từ hôm qua nay này. Chiều xem có cây nào làm tiếp không thì thôi các bác nhé. Như thế là làm được 3 cây là ổn rồi, thành công rồi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé.